Dưới đây là bài giới thiệu về hệ thống cách tính tiền thưởng của Atomy. Chào mừng các bạn. Xin kính chào tất cả các bạn. Mình đại diện cho Atomy chim ngõ kiến, còn mình là Thiên Nga. Chủ trương của những sản phẩm của Atomy là hàng hiệu giá bình dân. Ý nghĩa của từ Message ở đây có nghĩa là Mass có nghĩa là bình dân, còn British Product có nghĩa là hàng hiệu. Chính sách kinh doanh bán hàng của Atomy là bán hàng với chất lượng tốt nhất và với giá cả bình dân nhất đến với tay khách hàng. Đưa đến cho khách hàng những sản phẩm giá rẻ mà chất lượng lại là cao nhất. Atomy sử dụng phương thức tiếp thị trực tiếp, dành cho khách hàng sự thành công nhất và cùng đồng hành với sự thành công của công ty. Bạn có muốn kinh doanh sản phẩm của Atomy không? Vừa được sử dụng sản phẩm lại vừa có thể bán sản phẩm. Nhưng làm thế nào để đạt được những hoa hồng này đây? Trước tiên chúng ta hãy khởi động, làm nóng cơ thể để có thể tiếp tục đến với bài giới thiệu này nhé. Chúng ta hãy đến với phương thức tính hoa hồng của Atomy. Đăng ký thẻ hội viên. Bạn là người mua sản phẩm của Atomy hoặc bạn muốn kinh doanh sản phẩm của Atomy? Atomy miễn phí đăng ký thẻ hội viên cho tất cả mọi người. Tất cả mọi người chỉ cần thông qua người giới thiệu có thể trực tiếp đăng ký thẻ hội viên trên trang web chính thức của Atomy. Khi bạn đăng ký làm thẻ hội viên cũng là bạn đã là cấp dưới của người giới thiệu bạn đến với Atomy. Còn khi bạn giới thiệu hội viên khác, hội viên mới đến với Atomy cũng là đã đăng ký thêm vào tổ chức cấp dưới của chính bạn. Và từ đây bạn sẽ phát triển theo hai nhánh, nhánh trái và nhánh phải. Sau khi trở thành hội viên, bạn sẽ có được hai ưu thế vô cùng to lớn. Mỗi sản phẩm của Atomy đều có tích điểm PV khi bạn mua hàng. Điểm PV này sẽ đều được tích tự động. Điểm tích PV của bạn sẽ không bao giờ mất đi và sẽ tự tích điểm vô thời hạn. PV là viết tắt của Point Value. Điểm tích của mỗi sản phẩm sẽ khác nhau. Và đây sẽ là điểm để tính tiền hoa hồng cho các bạn. Nhưng các bạn nhớ chú ý, đó là khi tư cách hội viên của bạn mất đi thì điểm PV của bạn cũng sẽ mất đi. Nhưng các bạn đừng vội lo lắng, chỉ cần trong một năm các bạn mua một sản phẩm giá trị thấp nhất của công ty là có thể duy trì tư cách hội viên của Atomy rồi. Ưu thế thứ hai là lãnh tiền hoa hồng. Điểm tích PV của hai nhánh hội viên trái và phải được gọi là thành tích cấp dưới. Điểm tích PV của cá nhân được gọi là thành tích cá nhân. Trong hai nhánh cấp dưới của các bạn, thành tích bên nào lớn hơn thì được gọi là thành tích bên lớn, bên nào ít hơn được gọi là bên nhỏ. Và lúc này thành tích cá nhân và thành tích hai nhánh cấp dưới sẽ quyết định cấp độ hội viên của các bạn. Cấp độ hội viên là điều cơ bản nhất để phát hoa hồng cho từng hội viên. Nhưng hãy nhớ điểm tích PV cá nhân của bạn phải đạt 10.000 điểm trở lên mới được tính điểm tích PV của cấp dưới. Chúng ta hãy làm quen với cấp độ hội viên của Atomy nhé. Cấp độ hội viên. Theo như thành tích sẽ phân thành đại diện tiêu thụ, đại lý bán buôn, đại lý ưu tú, đại lý cấp 1, đại lý cao cấp. Trong tình trạng điểm tích PV cá nhân không đủ, sẽ lấy điểm tích của nhánh nhỏ làm chuẩn. Đại lý bán buôn sẽ đạt được cấp độ đại lý ưu tú. Đại lý ưu tú sẽ đạt được cấp độ đại lý cấp 1. Đại lý cấp 1 sẽ đạt được cấp độ đại lý cao cấp. Sau khi biết rõ cách phân cấp độ hội viên, chúng ta hãy tìm hiểu về phương thức cách phát hoa hồng cho từng cấp độ của hội viên nhé. Cách thức phát hoa hồng như sau, có phân ra làm 4 loại: hoa hồng đơn vị tổ chức, hoa hồng lãnh đạo đóng góp, hoa hồng tiến độ thành công và phụ cấp cho trung tâm phân phối giáo dục của Atomy. Các bạn ở đất nước khác nhau có thể lên trang web chính thức của Atomy để có thể tìm hiểu rõ hơn về chế độ tiền thưởng này ở từng đất nước nhé. Hoa hồng đơn vị tổ chức. Xin cảm ơn các bạn. Để đền đáp công sức các bạn đã bỏ ra giới thiệu Atomy đối với những hội viên khác, số tiền sử dụng cho quảng cáo sẽ được trao trả cho các bạn. Giới thiệu Atomy với người khác cũng là bạn đã thành lập một tổ chức của riêng bạn, một nhóm thích sử dụng sản phẩm của Atomy. Vậy chúng ta hãy xem làm sao để có thể lĩnh tiền hoa hồng đơn vị tổ chức nhé.
Wow, đơn vị tổ chức được thanh toán theo ngày. Thành tích cá nhân sẽ được tính theo thành tích hai nhánh trái phải của cấp dưới phát sinh. Tiêu chuẩn thì sẽ lấy theo thành tích của nhánh nhỏ, phân cấp số điểm theo như cấp độ hội viên. Ví dụ như cấp độ hội viên là cấp độ đại lý bán buôn, nhánh trái và phải đều phải có số điểm tích là 30 vạn điểm. Như vậy, bạn đã đạt được cấp độ 7, số điểm thường là 15 điểm. Vậy nếu như thành tích cá nhân vẫn chưa đạt đến 30 điểm PV, thì bạn sẽ không nhận được tiền thưởng sao? Không phải như vậy nha. Mặc dù cấp độ hội viên không cao, nhưng chỉ cần cấp dưới hai bên trái phải trong tổ chức của bạn. Nếu như thành tích bên nhỏ đạt đến 30 vạn điểm PV trở lên, như vậy bạn đã đạt được cấp độ 8 và đạt được 5 điểm thưởng. Vô cùng cảm động đúng không nào? 3 tháng, 6 tháng hay 1 năm, cứ theo thời gian không chỉ có tôi hay bạn, người sử dụng Atomy ngày càng đông. Đại diện tiêu thụ cấp 8, đại lý bán buôn cấp độ 7, đại lý ưu tú cấp 6, đại lý cấp 1 cấp độ 5, đại lý cao cấp từ cấp độ 4 đến cấp độ 1. Mỗi ngày phát sinh điểm PV khác nhau thì số điểm thưởng cũng sẽ khác nhau. Cấp độ cao nhất là cấp độ 1, điểm thưởng có thể đạt đến 300 điểm. Điểm thưởng sẽ được chuyển thành tiền hoa hồng dành cho bạn. Như vậy thì tiền hoa hồng khi nào sẽ được giao cho bạn đây? Sẽ bắt đầu vào thứ tư và kết thúc vào thứ hai tuần kế tiếp. Tổng số điểm thưởng sẽ được tính trong một tuần sau khi điểm thưởng được chuyển thành tiền thưởng và sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn vào thứ ba tiếp theo. Hãy chú ý, vì ở quốc gia khác nhau nên thời gian phát thưởng sẽ khác nhau. Các bạn nhớ chú ý điều này nhé. Tiền thưởng hoa hồng lãnh đạo. Atomy hội viên có 7 cấp bậc. Điều kiện phát thưởng hoa hồng, tiền thưởng cấp độ lãnh đạo. Thời gian chuẩn là ngày 15 hàng tháng. Mỗi tháng bạn sẽ có 2 cơ hội để nhận thưởng. Atomy không cần có phí duy trì, cũng không có giới hạn thời gian. Chỉ cần bạn duy trì tư cách hội viên. Nhưng mà mỗi thời gian duy trì và điều kiện sẽ khác nhau, các bạn nhất định phải lên trang web chính thức của Atomy để theo dõi. Nếu như cấp độ hội viên cá nhân đạt tới cấp độ đại lý ưu tú, mỗi tháng từ ngày mùng 1 đến ngày 15 và từ ngày 16 đến cuối tháng, thành tích cá nhân sẽ đạt tới nhánh trái 250 vạn PV, nhánh phải 250 vạn PV trở lên. Như vậy là bạn đã có thể trực tiếp đạt tới cấp độ 1 đại sư tiêu thụ. Vất vả bao lâu ông trời đã không phụ lòng người tốt. Khi đạt tới bậc 1 đại sư tiêu thụ đối với cấp bậc này tại Atomy là vô cùng quan trọng. Cấp độ cao hơn của đại sư tiêu thụ chính là đại sư tiêu thụ tự động. Có thể nói đó là tiến tới một cánh cửa thành công lớn dành cho bạn. Vâng, sau khi đã hiểu được cấp đầu tiên đại sư tiêu thụ, tiếp theo chúng ta hãy đến với điều kiện của những cấp bậc tiếp theo. Rất dễ để hiểu nha các bạn. Sau khi trở thành cấp bậc đại sư tiêu thụ, nếu như hai nhánh trái và phải trong cấp dưới của bạn, bạn đã đạt tới cấp độ đại sư kim cương. Sau khi trở thành đại sư kim cương, nếu như hai nhánh cấp dưới trái và phải của bạn cũng xuất hiện hai đại sư kim cương, thì bạn sẽ trở thành đại sư hoa hồng. Nếu như hai nhánh trong cấp dưới của bạn xuất hiện hai người có cùng với cấp độ của bạn, thì cấp bậc của bạn sẽ lại nâng lên một cấp. Rất đơn giản, đúng không các bạn? Vậy khi nào các bạn có thể nhận được tiền thưởng này đây? Khi đạt đến cấp bậc tiêu chuẩn quy định thì bạn sẽ nhận được 20% PV từ tổng tiêu thụ. Mỗi ngày tháng từ ngày mùng 1 cho đến ngày 15 và từ ngày 16 đến ngày cuối tháng sẽ là thời gian kiểm tra. Ngày mùng 7 hàng tháng sẽ phát tiền hoa hồng của tháng trước và ngày 22 hàng tháng sẽ phát hoa hồng của tuần trước. Hãy chú ý, vì quốc gia khác nhau nên thời gian phát thưởng sẽ khác nhau. Sau khi đã đạt được cấp độ mới thì bạn cũng đừng quên một điều kiện vô cùng quan trọng. Thưởng hoa hồng thành tựu tiên tiến. Sau khi đạt tới đại sư tiêu thụ, bạn sẽ nhận được những món quà như sau. Thứ nhất, một bộ sản phẩm bảo dưỡng 6 tuýp,
một hộp hemohim, một bộ sản phẩm dưỡng da 4 tuýp. Nếu bạn đạt được đại sư kim cương, quà tặng dành cho bạn sẽ là một chiếc máy tính xách tay trị giá 65 vạn won, hoặc một bộ sản phẩm kỹ thuật số giá trị tương đương, một bộ sản phẩm dưỡng da, một hộp hemohim, một bộ sản phẩm dưỡng da 4 tuýp. Quà tặng dành cho đại sứ hoa hồng: một cặp vé du lịch 2 người, 4 ngày 3 đêm. Quà tặng dành cho đại sứ tinh quang: 4 chiếc vé du lịch nước ngoài 4 ngày 3 đêm, tiền mặt 1.000 vạn won. Quà tặng khi bạn đã là đại sứ hoàng gia: 4 chiếc vé du lịch châu Âu 11 ngày 10 đêm dành cho bạn và người nhà, xe và nhà trị giá 100 vạn won, một thẻ tín dụng trị giá 200 vạn won mỗi tháng, và tiền mặt 5.000 vạn won. Quà tặng dành cho đại sứ Vương Miện: 4 chiếc vé du lịch châu Âu 11 ngày 10 đêm dành cho bạn và người nhà, một căn hộ cao cấp hoặc một chiếc xe cao cấp, thẻ tín dụng trị giá 500 vạn won mỗi tháng, và tiền mặt 3 tỷ won. Quà tặng dành cho đại sứ Tôn Vương: 4 chiếc vé du lịch châu Âu 11 ngày 10 đêm dành cho bạn và người nhà, một căn hộ cao cấp, một chiếc xe cao cấp, một lái xe riêng, thẻ tín dụng trị giá đến 1.000 vạn won mỗi tháng, một văn phòng riêng cao cấp và một thư ký riêng giá trị lên đến 250 vạn won và tiền mặt 10 tỷ won. Phí hỗ trợ trung tâm Atomy: sau khi công ty phê chuẩn phương thức kinh doanh của bạn không có gì sai sót, sẽ hỗ trợ mở trung tâm và thiết kế trung tâm cho bạn. Có thể nhận được hỗ trợ 6% từ tổng tiêu thụ của các hội viên tại trung tâm. Mỗi tháng sẽ được phát làm 2 lần. Wow! Và còn chần chừ gì nữa, bây giờ bạn hãy ngay lập tức giới thiệu cho bạn bè và người thân của mình về những sản phẩm của Atomy. Chỉ cần bạn luôn luôn tham gia vào hệ thống giảng dạy cách thành công của Atomy, những hội thảo một ngày của Học viện Thành Công và những chương trình giảng dạy tại trung tâm Atomy sẽ mang lại cho bạn những bí quyết thành công. Tất cả những điều trên mong rằng có thể giúp đỡ các hội viên của Atomy tiến tới thành công. Chim gõ kiến, Thiên Nga cảm ơn tất cả các bạn.